Còn tại Philippines, người dân thủ đô Manila của Philippines hôm nay đã trở về nhà sau khi bão Hagupit đã đi lệch hướng không vào thủ đô. Khi cơn bão đi qua, nhìn lại mới thấy là các biện pháp phòng chống bão quyết liệt của chính quyền và sự chấp hành nghiêm túc của người dân Manila mới là điều đáng nói. Và chính điều này đã giúp giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra. Ghi nhận của các phóng viên thường trú đài truyền Việt Nam hiện đang có mặt tại Manila, Philippines. Anh Jason Lanera là một trong những người cuối cùng trở về nhà sau một đêm đi sơ tán tại trung tâm tránh bão địa phương. Nhà của anh nằm trong khu lao động nghèo, làm bằng gỗ nhẹ chênh vênh dọc bờ kè vịnh Manila nên rất dễ bị hư hại khi bão đến. Do vậy anh cho biết, việc chủ động đi tránh bão đã là việc thường xuyên của những người ở đây. Đây không phải lần đầu tiên chúng tôi đi sơ tán. Mỗi lần chạy bão, tôi lại mang theo cái đệm, cái quạt điện và thùng đồ này. Cho đến tối qua ngày 8 tháng 12, đã có tổng cộng 5.340 người thuộc 1.227 gia đình đã chuyển tới trung tâm sơ tán Baseco này theo cảnh báo của chính phủ. Những người dân chỉ rời khỏi trung tâm sơ tán khi chính phủ thông báo cơn bão đã đi qua. Ông Oscar Quirante có vợ và 5 đứa con đi sơ tán. Chỉ có mình ông ở lại trông chừng cửa hàng tạp hóa nhỏ, vốn là nguồn sống của cả gia đình. Người dân vui mừng khi bão đã không tới đây. Nhưng phải nói rằng, chúng tôi đã tuân theo sự cảnh báo của chính phủ. Do vậy chúng tôi có thể vượt qua được thiên tai. Sau bão, anh Jason lại trở về công việc đánh cá của mình. Ông Oscar và những người dân khác tiếp tục cuộc sống mưu sinh. Tuy còn vất vả, nhưng mỗi lần bão đến, họ đều biết mình sẽ phải làm gì. Để phòng tránh bão Hagupit, Philippines đã tiến hành một chiến dịch kỷ lục với gần 1 triệu người được di rời sơ tán tránh bão. Và có thể nói là từ bài học của siêu bão Haiyan năm ngoái, cùng với thái độ chủ động, tích cực và không hề chủ quan, Philippines đã có thể giảm thiểu được thiệt hại, đặc biệt là về người trong trận bão lần này. Hiếu Hưng, phóng viên truyền Việt Nam tại Manila, Philippines.